Đấu tròn vai. Hồng Duy! Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên ơi! Tiến lên! Bắn con! Tuyệt vời, Tiến Linh mở áo số 22. Các trọng tài đã chỉ tay vào chấm giao bóng dù các cầu thủ Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Linh. Nhưng Ahmad đã chỉ tay vào chấm giao bóng bất chấp những than phiền từ các cầu thủ, từ thủ môn Indonesia. Câu trả lời cho sự than phiền này là một chiếc thẻ vàng dành cho Agua Huinata. Và thêm một lần nữa thì Tiến Linh lại có duyên với mảnh lưới của đội tuyển Indonesia. Đó cũng là một pha bóng rất hay khi chúng ta được xem lại. Chúng ta sẽ được theo dõi một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế của Quang Hải để đưa quả bóng tới vị trí của Xuân Trường. Và sau đó là một cú mở bóng của Hồng Duy. Một pha bóng rất hay và nó đặt Tiến Linh vào vị trí sở trường của mình. Tiến Linh luôn làm rất tốt những tình huống như vậy. Đó là một pha bóng mang đầy đủ những tố chất của một trung phong từ phía Tiến Linh. Sự quyết đoán, tốc độ và sự quyết tâm để thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ của chúng ta. Pha ghi bàn thứ 3 trong chiến dịch vòng loại World Cup của Tiến Linh và nó mang lại sự vỡ hòa của huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và các cổ động viên. Và tôi tin rằng ngay cả bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi thì như âm vàng cũng đã vang lên để ăn mừng bàn thắng này của Tiến Linh. Và chúng ta thấy rằng các cầu thủ Indonesia dữ dội ngay cả với vị trọng tài điều khiển trận đấu. Thêm lần nữa thì Indonesia lại để thua bàn ở đầu mỗi hiệp. Thêm một tình huống lên bóng nữa. Không có gì cả. Nguy cơ đã qua đi đối thủ môn Bùi Tấn Trường. Đang nghỉ. Văn Thanh. Hợp lý. Phan Văn Đức. Quá hay. Quý vị cũng đừng bất ngờ nếu Quang Hải ghi bàn bằng một pha đánh đầu. Ở vòng loại Asian Cup thì Quang Hải đã từng có một pha đánh đầu rất hay vào lưới của đội tuyển Campuchia, cũng ở một thế trận rất khó khăn. Rất hay. Tiếc là bóng không tới được vị trí của Công Phượng sau đường truyền của Phan Văn Đức. Khi mà đội tuyển Indonesia bị xuống tinh thần và không còn giữ được sự tập trung như trước nữa. Công Phượng đá phạt. Công Phượng đã không ít lần thử thách các thủ môn tại V-League năm nay bằng những quả đá phạt góc. Và thậm chí là nếu may mắn thì Công Phượng đến lúc này đã có thể ghi bàn từ những quả đá phạt góc rồi. Và vừa rồi là một thử thách dành cho Agua Huinata. Chắc chắn là Luis Pangser khuyến khích Công Phượng cho những quả đá thẳng, khi mà những quả đá phạt góc xuất hiện với chúng ta là rất nhiều ở trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Đội tuyển của chúng ta đã thay đổi người thực hiện đá phạt góc khá nhiều ở trong trận đấu hôm nay. Duy Mai. Đấy rồi, Duy Linh. Thêm một cú đá nữa. Cầu. Phan Văn Đức. Chỉ có một quả đá phạt góc chứ không phải là một quả penalty. Cú đá trước đó ở ngoài khu vực 16m50 là của Xuân Trường. Xuân Trường vào sân và chúng ta vẫn đang duy trì được nhịp tấn công rất hiệu quả, dồn dập về phía khung thành của Nadio. Xuân Trường. Quế Ngọc Hải là người đón đường truyền của Xuân Trường và thậm chí trung vệ của chúng ta sẵn sàng cho một pha tung người móc bóng.
Quý vị có thể thấy là khi những trung vệ dâng cao thì hai cầu thủ chạy biên là Hồng Duy và Văn Thanh sẽ đá thấp cùng với Duy Mạnh bảo vệ khung thành của Tấn Trường. Phạm Mật Đức. Đây có thể sẽ là quãng thời gian mà Indonesia đẩy cao đội hình. Sẽ có những thách thức nhất định cho hệ thống phòng ngự của chúng ta, nhưng cũng sẽ có những thời cơ được mở ra cho những pha phản công vốn là sở trường của những cầu thủ Việt Nam. Một tấm thẻ màu vàng tiếp theo dành cho cầu thủ của Indonesia. Và đây là điều đã xảy ra với Tiến Linh. Những động tác vung chân có thể nói là cực kỳ nguy hiểm với thân thể của các thủ đội tuyển Việt Nam. Số thẻ mà Indonesia phải nhận cũng đang nhiều như những gì mà chúng ta được hưởng những quả đá phạt góc. Và nó cho thấy một sự khác biệt rất lớn về mặt thế trận của hai đội ở trong trận đấu hôm nay. Quang Hải có một đường kiến tạo tuyệt vời để Tiến Linh lập công. Cách mà đội bóng của chúng ta phối hợp cùng nhau để tạo nên bàn thắng mở tỷ số cũng là rất hay. Quang Hải đã hút cầu thủ đối phương với một pha chạm bóng tinh tế để bắt đầu cho tình huống mà chúng ta tạo nên bàn thắng. Chính sự khéo léo của Quang Hải đã mở ra không gian cho Xuân Trường và Tiến Linh. Số 6 cùng với số 22 đã không bỏ qua thời cơ đó để cùng nhau mang về bàn thắng mở tỷ số. Hoàng Đức sẽ là cầu thủ vào sân ở trong những phút sắp tới. Và anh sẽ là sự thay thế cho Phan Văn Đức. Hoàng Đức vào sân đồng nghĩa với việc Quang Hải có thể chơi nhô cao hơn để cùng với Tiến Linh và Công Phượng tạo ra ba vị trí trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh, Xuân Trường rất tốt, Hoàng Đức, cánh trái là Hồng Duy đang di chuyển rất thoáng, Quang Hải sút bóng. Sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aguaguinata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Lại là Dubai. Và dấu ấn Quang Hải lại xuất hiện. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải.
Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Và cú đấm vào không gian quen thuộc của Park Hang-seo. Chúng ta chắc chắn là đã được giải tỏa rất nhiều sau quá nhiều những ức chế mà chúng ta phải đối mặt trong hiệp đấu đầu tiên vì những pha vào bóng ác ý của cầu thủ đối phương. Nhưng ngay cả khi đó thì những phẩm chất chơi bóng rất hay của các cầu thủ Việt Nam vẫn được thể hiện. Và khi điều đó không còn xuất hiện ở hiệp đấu thứ hai này nữa bên phía Indonesia thì thực sự là các cầu thủ của chúng ta đã thăng hoa. Đây là lúc mà An Bắc Tum đã thực sự trở lại một sân bóng đá, là một sàn diễn bóng đá chứ không còn là một sàn võ đài như những gì đã thấy trong hiệp đấu đầu tiên. Quả đá biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì các cầu thủ Indonesia đã được nếm trải cái gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp của Tiến Linh, đẳng cấp của Quang Hải và những màn ăn mừng như thể đài ở trên sân An Bắc Tum vậy. Và tôi nghĩ rằng tương đối vội vàng để đánh giá tài năng của ông Shin Tae-yong chỉ qua một trận đấu này, nhưng thực sự là thất vọng với cách mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã chỉ đạo các học trò đá rắn trong hiệp đấu đầu tiên. Còn thực tế với một quá trình dẫn dắt một dàn cầu thủ trẻ của Indonesia thì sẽ cần thêm thời gian cho ông Shin Tae-yong để tạo ra dấu ấn nơi đội bóng này. Với thế trận này thì khi chúng ta đã có bàn thắng thứ hai cũng có thể nghĩ tới pha làm bàn thứ ba. Thực sự là rất khó nhớ một cầu thủ nào trên sân của Indonesia. Bởi đội bóng này không có cá nhân nào nổi trội. Và ấn tượng về Indonesia cho đến thời điểm này chỉ là những tình huống phạm lỗi mà thôi. Những sự lựa chọn con người của huấn luyện viên Park Hang-seo ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại đều chính xác. Ngay cả khi kế hoạch của ông phần nào phải thay đổi vì Tuấn Anh phải rời sân. Hoàng Đức! Hoàng Đức cũng đã từng tạo nên một siêu phẩm vào lưới của U22 Indonesia trận đấu ở vòng bảng SEA Games. Khó có thể đếm được đây đã là cú đá phạt góc thứ bao nhiêu của đội tuyển Việt Nam rồi. Quả đá phạt của Xuân Trường. Công Phương đã có bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm dứt bóng và bàn thắng thứ ba dành cho chúng ta. Tất cả những màn ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều đẹp như cái cách mà họ làm tung lưới của đội tuyển Indonesia vậy. Duy Mạnh cũng đã để lại một hình ảnh ăn mừng cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt đi. Và hôm nay một hình ảnh cực kỳ ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội cũng đã xuất hiện. Chúng tôi đã nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến. Và nó đến rất nhanh, nhanh hơn cả mong đợi. Cú chạm bóng của Tiến Linh và Công Phượng như được lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng thứ ba. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp để khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ ba. Và thêm một lần nữa thì Xuân Trường tỏa sáng với quả kiến tạo từ cú đá phạt góc rất có ý đồ của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo
rất trẻ trung ở bên ngoài đường biên. Bóng đá luôn làm cho người ta trẻ lại. Và những sự điều chỉnh của người đàn ông trẻ lại Park Hang-seo cho đến lúc này đã phát huy tác dụng rõ ràng. Xuân Trường vào sân để lại dấu ấn trong những bàn thắng. Công Phượng vào sân đã ghi bàn. Hoàng Đức vào sân giải phóng không gian cho Quang Hải để Quang Hải thực hiện cú ra chân sở trường của mình. Những tóm tắt về những bàn thắng của chúng ta. Tiếp theo là hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp mà ông Shin Tae-yong thực hiện. Kusedia Yudo rời sân. Một trong số hai cầu thủ có mặt ở trên sân là Muhammad Rafin. Indonesia xáo trộn số áo của các cầu thủ với hy vọng làm hoa mắt chóng mặt chúng ta. Chúng ta thì không cần phải thay đổi số áo, nhưng làm hoa mắt chóng mặt đối phương bằng màn trình diễn của mình. Một trận đấu mà Evan Dimas hoàn toàn mất tích. Người duy số áo của Indonesia không thể để lại những dấu ấn nhất định. Quang Hải. Quế Ngọc Hải. Lúc này trận đấu giữa đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội tuyển Thái Lan đang có tỷ số là 2-1. Đội tuyển Thái Lan vừa gỡ một bàn với pha lập công của Muenta. Xuân Trường. Xuân Trường ngay lập tức có phong độ cao khi vào sân. Anh không mất nhiều thời gian để thích nghi với những diễn biến và cả lối chơi rắn của đối thủ. Công Phượng. Đây là một mùa giải đánh dấu sự trở lại của Xuân Trường. Và cũng là một mùa giải mà chúng ta thấy Công Phượng mỗi khi vào sân từ ghế dự bị luôn thi đấu rất hay. Không có bàn thắng cho Indonesia. Khung thành của Tấn Trường vừa rung lên. Mọi thứ qua đi, không có đá phạt, không có bàn thua cho chúng ta. Anh Cương còn nhớ nụ hôn của Tấn Trường đầu trận dành cho những cột khung thành của mình. Vâng, đó là nụ hôn của sự may mắn. Ngay kể cả khi ngã thì Tiến Linh cũng đã rất thủ thế để có thể không bị đau trước pha vào bóng của đối phương. Còn vừa rồi là một tình huống có thể coi là hay nhất của đội tuyển Indonesia từ đầu trận đến giờ. Một pha bóng phải nói là đáng khen cho Vickrey, người vào sân từ băng ghế dự bị. Dũng mãnh nhưng thiếu đi sự may mắn. Đối với Tấn Trường cũng là một câu chuyện rất đặc biệt về hành trình của một thủ môn trở lại sau khoảng 6 năm. Khi là thủ môn của các đội tuyển Việt Nam thì một trong những trận đấu hay nhất của Tấn Trường là trận đấu gặp Singapore ở vòng bảng của AFF Cup 2010. Đó là khi mà chúng ta buộc phải thắng để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Và khi đó huấn luyện viên Calisto đã quyết định sử dụng thủ môn Tấn Trường thay vì thủ môn là người hùng của kỳ AFF Cup 2 năm trước đó, Dương Hồng Sơn. Và đó là một trận đấu rất hay của Tấn Trường. Trong những dấu ấn với bóng đá Việt Nam thì một trận đấu khác Tấn Trường đã chơi rất hay là trận chung kết Magdeca Cup 2008. Đội U22 Việt Nam đã đánh bại Malaysia sau là đá luân lưu. Còn vừa rồi là đường truyền của Công Phượng dành cho Hồng Duy. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu với nhiều hơn những sự thư thái. Công Phượng. Bùi Tiến Dũng. Rất nhịp nhàng. Hồng Duy.
Hoàng Đức. Một điều quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ cần cố gắng để tránh chấn thương. Quang Hải. Trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã thay 5 cầu thủ. Rất hay. Thêm một cầu nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Và thành một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Bắc Tum của các nghệ sĩ áo đỏ. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn, những thách thức đến từ những võ sĩ áo trắng ở trong hiệp 1. Và giờ đây khi An Bắc Tum trở lại là một sân khấu bóng đá thì thực sự các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa. Những khoảnh khắc của Quang Hải đã làm bùng nổ tất cả. Và lần này đến lượt Văn Thanh gọi tên tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta cũng hô vang tên anh với một cú cứa lòng hoàn hảo. Đội tuyển Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn ghi những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Và cùng với đó thì những pha bay người rất đẹp mắt của người chiến sĩ khung thành đội tuyển Indonesia lại càng tô điểm thêm cho những pha lập công như vậy. Và đây là ông Park Hang-seo. Luôn là những cảm giác về những hành động xin phép được dùng từ đáng yêu từ phía vị huấn luyện viên này. Chúng tôi trong cabin bình luận cũng đã có những hành động ăn mừng và tôi tin rằng dù lúc này đã là gần 2 giờ sáng rồi, ở trên khắp đất nước Việt Nam, các cổ động viên cũng đã có những biểu đạt ăn mừng khác nhau vì chúng ta không thể ngồi im trước những pha xử lý tuyệt vời đó của các chàng trai áo đỏ cho đến lúc này.